Trận đấu bắt đầu với quyền lấy bóng của đội chủ nhà, có thể kể đến như là quả bóng vàng năm 2017 Đinh Thanh Trung. Đây là ông chủ Đình Nghiêm, huấn luyện viên của câu lạc bộ Hải Phòng. Cơ hội khá nguy hiểm, không vào, vẫn còn, không vào. Khung thành đã bỏ trống nhưng Paulo đã dứt điểm vọt xa. Pha chơi bóng trực diện tương đối đơn giản. Cầu thủ xâm nhập đó là Trung Học, pha và chạm rất mạnh giữa Trung Học và Đình Triệu. Khá nguy hiểm. Vậy trọng tài xác định không có phạt góc dành cho Hải Phòng. Kiểm soát lại chơi nắm ơi. Pha đá phạt góc thẳng vào cầu môn của Hoàng Thái Bình. Coi không vào, vẫn còn, rất nguy hiểm. Đây có thể coi là cơ hội nguy hiểm tiếp theo của Hà Tĩnh ở trong hiệp tiêu thứ hai. Zakaria trước đầu của Văn Nam. Pha cứu thua xuất sắc của trung vệ Bùi Tiến Dũng. Hôm nay thì trên sân Quy Nhơn có rất đông các khán giả đến để cổ vũ cho Tôm Lem Bình Định. Cơ hội tuyến hai dứt điểm, không được. Pha xử lý trước đó rất thiếu an toàn của cao thủ phòng ngự bên phía Hà Tĩnh. Kỷ niệm không đẹp đối với Hải Huy, thì chính tại đây thì anh cũng đã có một tình huống va chạm rất mạnh với Trương Trọng Sáng và để lại một chấn thương rất mạnh cho Hải Huy. Đó là trận đấu giữa Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và Quảng Ninh ở mùa giải năm 2020. Đó là pha gan Jimmy Linh, Thế Cường Phú Nguyên và Adriano Schmidt. Triệu Việt Hưng, tốc độ của Di Mario. Coi, tỷ số là 1-0 cho các thủ Hải Phòng. Rất bất ngờ. Không ai nghĩ rằng ở những phút cuối cùng như vừa rồi thì hàng phòng ngự của Hà Tĩnh lại chơi sơ hở đến như vậy. Chỉ một cơ hội duy nhất trong trận đấu này thôi thì tốc độ của Di Mario đã được phát huy. Đương nhiên là huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm sẽ rất vui mừng với bàn thắng. Tất cả đang nghĩ tới một trận hòa. Thì Hải Phòng đã lên tiếng. Bàn thắng thứ 30 của Di Mario tại V-League. Pha bóng mà tốc độ của Văn Hạnh đã không thể theo kịp được tiền đạo người Jamaica. Và như đã nói thì đột biến sẽ đến từ cái chân trái của Triệu Việt Hưng. Kiến tạo của Triệu Việt Hưng dành cho Di Mario. Trong một phút, Gian Clesio đã bỏ quên Di Mario và ngay lập tức hàng phòng ngự của Hà Tĩnh đã phải trả giá. Nếu bàn thắng được đến sớm hơn thì chắc chắn là trận đấu sẽ hay hơn rất nhiều, vì lúc này thì Hà Tĩnh sẽ không thể chơi với một đội hình thấp nữa.